Vâng, đá phong thủy MG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Hôm nay chúng ta lên cái sản phẩm đầu tiên là vàng gold 14K với đá chủ là Tô Ba Lưng Đôn. Thì thời gian vừa rồi thì MG ra rất là nhiều trang sức ha vị ha, nhưng mà vấn đề là khách hàng đã tới và lấy hàng luôn, nên thành ra là chúng ta không có được những cái thước phim, những cái video về trang sức. Hiện tại thì hôm nay chúng ta chỉ lên ba món trang sức thôi vị ha, ba video về ba món trang sức. Và đây là một cái mặt dây chuyền đá chủ hình giọt nước, loại Tô Ba Lưng Đôn, và vàng thì là vàng gold 14K hả vị ha. Và ở đây thì em mời quý vị xem mặt trước và mặt sau của cái mặt dây chuyền để chúng ta có thể là kiểm chứng và so sánh giữa cái hàng hàng trang sức cao cấp, hàng trang sức mà thiết kế theo yêu cầu so với lại hàng trang sức của các chành vàng hả vậy ha. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Độ cứng cáp và độ liền lạc cũng như là về chi tiết thì như quý vị thấy là rất là đẹp ha, rất là tuyệt vời, không còn gì để bàn luôn. Em sẽ phóng to lên cho quý vị xem nè. Đó. Hiện tại bây giờ thì màn hình của chúng ta đang bự bằng màn hình tivi hoặc là bự bằng cái màn hình điện thoại của quý vị ha. Về thiết kế tấm, dàn tấm thì quý vị có thể thấy là trang sức bên em gì nè, tấm rất là đều ha, không có lệch lạc ha, không có viên lồi rồi viên lõm đâu quý vị ạ. Như thế nó sẽ tạo được một cái sự đồng điệu từ cái hướng ánh sáng lọt vào hướng vào bên hông thôi vậy ha, hướng vào bên hông hay là chính diện. Thì mặt dây chuyền của chúng ta khá là đẹp. Và đây là giấy đo quang phổ. Giấy đo quang phổ là một cái giấy cũng như là giấy giám định của vàng vậy, của đá vậy quý vị ạ. Giấy đo quang phổ thì nó cho chúng ta thấy được là thành phần bên trong của một món trang sức. Ví dụ như đây, đây là thành phần AU này là vàng hả vậy ha, 59,3% là vàng. Vàng 14K thì thành phần của nó là 58% là vàng thôi hả vị ha, nhưng của chúng ta là 59% là vàng, nhưng mà giá thì lại bằng thị trường. Và cái quyền lợi chúng ta là giá thì bằng thị trường nhưng mà phần trăm vàng thì cao hơn ha quý vị ha. Và điều tuyệt vời hơn hết thì đá và trang sức đều được bảo dưỡng trọn đời là một nè. Thứ hai nữa là cái hình thức mà khai vận cho những cái món trang sức hợp với tuổi người dùng thì hiện tại là chỉ có thể là bên phía em gì hả vị ha. Rồi chúng ta qua với món trang sức thứ hai quý vị ạ. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái món trang sức thứ hai, cũng là mặt dây chuyền hả vị ha. Trước mặt chúng ta đây là một cái viên oval, một viên garnet oval hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Thì cái mặt garnet này thì như quý vị thấy là thiết kế cũng giống như cái mặt dây chuyền giọt nước vừa rồi ha. Và thành phần vàng cũng là vàng 14K. Về độ bóng, về chi tiết, về sắc nét do thợ bên LNG dọn thì như quý vị thấy đây. Đó. Mặt trước, mặt sau ha, thông thoáng. Đá tấm thì được đóng rất là điều độ và rất là chỉnh chu. Món trang sức này thì thích hợp với các anh chị mà chúng ta mình hỏa hoặc là các anh chị mà chúng ta mình thổ ha. Bởi vì trong phong thủy thì hỏa sinh thổ. Còn mặt dây màu xanh dương vừa rồi thì thích hợp với các anh chị mà chúng ta mệnh thủy và mệnh mộc hả vậy ha, tương hợp với mệnh thủy và tương sinh cho mệnh mộc. Thì các bạn mà đang làm YouTube thì nói chung là xem qua kênh của LNG thì chắc cũng hẳn là biết rõ về nắm vững về cái tương sinh và tương hợp, nhưng mà còn về phần khai vận thì LNG chưa bao giờ một lần chia sẻ trên này hả vậy ha. Đó là một cái thủ tục, một cái thủ tục cho cái vấn đề về phong thủy hả vậy ha. Và những khách hàng mà chúng ta đã trao những cái món trang sức
kèm với sự trải nghiệm thì họ là người cảm nhận tốt nhất và hiểu rõ về phong thủy nhất hả vậy ha. Rồi chúng ta đến với thành phần vàng của cái mặt dây chuyền này. Đây là giấy đo quang phổ, đây là giấy đo quang phổ của cái mặt dây chuyền đá chủ là Garnet Horolite, hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên của chúng ta đây. Thành phần vàng là AU là 59% hả vậy ha. Vậy là cái 59,3, vậy là cái mặt dây chuyền này với lại cái mặt dây chuyền khi nãy là ở đầu video là cùng một bội mà ra hả vậy ha, cùng một phôi ra. Vâng, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được về cái thành phần kim loại bên trong của một chiếc nhẫn như vàng đồng rồi hả vậy ha, để chúng ta có thể là hiểu được là một cái món trang sức vì đâu mà cái màu sắc của nó xài theo thời gian mãi mãi nó vẫn một màu, nó không bị ngã màu, sậm màu hay là nó bị xanh đi hay trắng đi hả vậy ha. Thì đó là cái điều mà thú vị khi mà chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu về những cái lĩnh vực bên trang sức để sánh tầm là trang sức cao cấp hả vậy ha. Rồi chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn nữa hả vậy ha, một chiếc nhẫn nữ nữa. Là hết video ngày hôm nay rồi quý vị ạ. Mời quý vị cùng em đi chúng ta trải nghiệm ạ. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn nữ hả vậy ha. Một cái chiếc nhẫn nữ vàng gold. Nhẫn này thì vàng bao nhiêu thì em chưa coi cái giấy đo phổ quang, lát nữa em sẽ mời quý vị cùng em xem cái giấy đo quang phổ hả vậy ha. Về thiết kế thì như quý vị thấy là độ bóng và độ mướt của cái ổ nhẫn cũng như là vành đai hả vậy ha. Và tất cả những cái món trang sức của L&G đều có cái logo thương hiệu của L&G lẫn cả logo thương hiệu của bên Kim Hoàng hỗ trợ cho L&G hả vậy ha. Như quý vị thấy đây đó, rất là rõ ràng và rất là minh bạch. Tất cả mọi sản phẩm của L&G đều có logo của L&G và logo của bên nhánh Kim Hoàng hả vậy ha, để cho chúng ta có thể là quan tâm nhau và hiểu nhau hơn và đặt niềm tin về nhau. Căn bản là L&G hoạt động tại nhà chứ không có phải là thuê mặt bằng. Nó thành ra về những cái mảng như là trang sức, những viên đá trang sức cao cấp rồi này nọ thì quý vị an tâm ha. Và những sản phẩm mà được gửi sang nước ngoài từ phía L&G đều rất là ổn thỏa. Nó thành ra là chúng ta không phải lo về cái vấn đề khác hả vậy ha. Một chiếc nhẫn đá chủ là Tô Ba Lân Đô. Bây giờ em sẽ lấy giấy đo quang phổ ra, mời quý vị cùng em trải nghiệm ha. Wow, cái thành phần của chiếc nhẫn này hơi bị cao hả vậy ha. Chiếc nhẫn của chúng ta là vàng gold 14K với thành phần vàng là 59,27% là vàng. Trong khi đó chuẩn đúng của vàng 14K là 58,8% là vàng, là đúng vàng 14K rồi hả vậy ha, chúng ta tới 59 lần. Vâng, và đây là giấy đo quang phổ của chiếc nhẫn chúng ta hả vậy ha. Và ở video này thì như quý vị thấy là món mặt dây nè và nhẫn của chúng ta nè đều là đá Tô Ba Lân Đôn. Thì nói về cái dòng đá Tô Ba Lân Đôn này thì lát nữa thì cả nhà cùng trải nghiệm với L&G ha. Với các anh chị mà chúng ta mạng thủy, lưu ý các anh chị mà chúng ta mạng thủy, chúng ta yêu thích cái màu xanh của đại dương, màu xanh thẳm của sapphire và yêu thích cái độ cứng bền bỉ để chúng ta có thể vận dụng một cái món trang sức phong thủy theo thời gian ha vậy ha, tăng thêm cái phần sang trọng. Vâng, như trước mắt chúng ta thì quý vị có thể thấy là một cái viên Tô Ba Lân Đôn được kiểm định từ trung tâm giám định BNC hả vậy ha. Thì nói về cái dòng Tô Ba Lân Đôn thì L&G chia sẻ thêm ha quý vị ha. Độ cứng của chúng là 8, đứng đầu trong tất cả các dòng đá quý nhóm 2 và chúng chỉ đứng sau ruby, kim cương, sapphire vậy mà rồi mà thôi. Với cái dòng Tô Ba Lân Đôn này hầu như trên thị trường đều là hàng nhiều nước đen hả vậy ha. Nhiều nước đen là quý vị nhìn trên cái viên đá chúng ta nó sẽ có những cái đen đen thấy không? Đó. Thì ở dòng sapphire cũng bởi vì khá là nhiều nước đen và chất đá có titan rồi này nọ nên thành ra là viên sapphire nó khó có cái độ sáng cao.
Còn ở đây chúng ta có cái dòng Toba Lân Đôn này, điều gì đặc biệt đối với dòng Toba Lân Đôn ở chúng ta thì như quý vị thấy đây. Những cái viên Toba Lân Đôn của chúng ta, thứ nhất là độ sáng tốt, thứ hai là độ xanh và độ tươi của màu là tuyệt đối, và thứ ba nữa là cái nước đen thấp hơn vậy ha. Nên thành ra chúng ta sẽ có những cái viên Toba Lân Đôn khá là đẹp, thích hợp lên mặt dây chuyền, mặt nhẫn nam hơn vậy ha, hoặc là mặt nhẫn nữ. Và điều mà em đi có thể khẳng định với quý vị rằng là bất kỳ cái kênh YouTube hoặc là trang mạng nào bán về cái dòng Toba Lân Đôn thì bảo đảm với quý vị rằng là mặt hàng của chúng ta chất lượng hơn hẳn hả vậy ha. Và chúng ta không chỉ có một viên mà như quý vị thấy đây, tuy rằng là số lượng có hạn hả vậy ha, không nhiều đâu, vì hàng này là hàng xưa, hàng về kỹ thuật. Thì ở đây chúng ta có một viên nè, đây hai viên nè, đây là viên thứ hai nè. Hàng của chúng ta xanh, sáng, tươi màu, rực, rất thích hợp cho các anh chị mà chúng ta đam mê cái màu xanh này cho cái dòng Sapphire hết vậy ha. Nhưng mà ở Sapphire chúng ta mà sở hữu một viên như thế này thì giá của nó đến vài trăm triệu. Vài trăm triệu là ít đó quý vị ạ. Với độ sáng này, với độ sạch này, với màu sắc này thì cả tỷ bạc hết vậy ha. Với kích thước này luôn. Và ở đây chúng ta có những viên Toba. Nói về đẹp, trong, tươi, sáng, sạch thì cũng như Sapphire, màu sắc y chang, chỉ khác ở dòng Sapphire cái là độ cứng thì chúng ta thấp hơn một hả vậy ha. Còn về chất lượng thì như quý vị, về giác mài thì chắc quý vị cũng không còn lo ngại gì ở phía L&T nữa ha. Viên đá khá là xanh, khá là sáng luôn nè. Khi mà quý vị lên nhẫn ha, lên nhẫn làm trang sức, lên mặt dây chúng ta để bất kỳ góc độ nào, viên đá nó cũng sáng trưng sáng bưng như thế này thì nó rất là sang. Về độ cứng thì chúng ta có thể xài bền bỉ theo thời gian hả vậy ha. Giác mài này thì giác mài của MR hả vậy ha. Rất là đẹp. Rồi thì AMG xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau với những dòng đá tuyệt vời, với những cái món trang sức thật là thú vị hả vậy ha. Và điều mà giá trị nhất ở những món trang sức của chúng ta không chỉ sang trọng, đẹp đẽ, lịch thiệp mà nó còn mang đến phần may mắn. Vì khi chúng ta mang theo chiếc nhẫn bên cạnh chúng ta đồng nghĩa với việc chúng ta mang theo tiểu may mắn bên cạnh mình, với những cuộc phỏng vấn, với những cái hợp đồng ha quý vị ha, với những cái công việc của chúng ta nó luôn luôn thuận lợi. Điển hình một ví dụ rất là nhỏ đó là ở phía LG hả vậy ha. Mặc dù là đang tâm tay nhưng mà mọi sự diễn biến rất là trôi chảy và tốt đẹp. Rồi thì AMG một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị, mong rằng là quý vị sẽ đồng hành cùng AMG và trải nghiệm phong thủy từ phía AMG quý vị nhé. AMG xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.